Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Anh Ngọc Diệp chào em. Dạ, em chào anh Ngọc Diệp. Rồi. Chào tất cả quý khán giả trên cộng đồng mạng. Rồi. Rồi sẵn em cho quý vị khán giả biết là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu. Em tên Nguyễn Thị Cưng. Em đang sinh sống ở Đài Loan, nhưng em sinh ở tỉnh Long An. Rồi. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1976. 1976, rất là trẻ Long An, năm nay mới 48 tuổi thôi. Ủa sao nãy vô đâu thấy con mắt vậy, em bị gì? Mắt em đi bị trúng cái cây đây, nó quẹt của em. Nãy vô ngay chỗ để xe ngoài hả? Dạ. Thôi chắc không sao đâu, chút nó hết nhỉ. Nghiêng đầu ở đây tới cho đi. Rồi. Cưng nè, tên Cưng mới đọc chứ. Rồi, Cưng có cho phép Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội với mục đích là kết nối tình duyên, đăng lên thì không xóa được ha? Dạ, em cho phép. Rồi. Em chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Dạ. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao vậy? Dạ, em ly hôn rồi. Ly hôn ha. Em với xã có bao nhiêu người con? Dạ, em có một thằng con trai. Năm nay bao tuổi à? Nay nó được 16 tuổi à. Hồi nãy là em nói ở Đài Loan thì em lấy chồng Đài Loan hay Việt Nam? Em có chồng Đài Loan. Chồng Đài Loan. Nhưng mà bây giờ em làm việc bên đó thôi. Em có nhà ở Long An. Ở Long An. Dạ. Sẵn thì em nói bên Đài Loan em làm công việc gì cho các anh biết không? Em làm tóc với làm nai anh. Móng tay rồi ha. Dạ. Cũng giỏi chứ ha. Rồi cái mức thu nhập hàng tháng có đủ cho mình sống không? Dạ cũng ổn, tạm ổn à. Em đi cũng lâu rồi ha. Dạ. Rồi hiện nay con ở với ai em? Con em hiện tại ở với em. Bên Đài Loan luôn? Dạ. Cháu còn đang đi học. Cũng mừng cho em ha. Rồi từ lúc mình chia tay với ông xã người Đài Loan đó, mình có quen thêm người nào không? Dạ cũng có một hai người làm bạn thôi, chứ còn cũng chưa thấy thích hợp lắm. Duyên chưa đến ha. Dạ. Rồi ở Long An thì em ở nhà mình luôn hay nhà cha mẹ? Dạ ở nhà của em. Dạ em luôn. Dạ. Thì khoảng bao lâu em mới về Việt Nam lần? Thì giống như có công việc thì em về. Còn không có thì? Không có thì em cũng vẫn làm ở bên đó. Thì giống như giờ không muốn lấy chồng thì được hợp tình hợp ý thì theo chồng. Rồi em cao nhiêu nặng nhiêu? Dạ em cao 1m55, nặng 58kg. Trong cuộc sống em có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho các anh biết đi. Em điểm mạnh thì nói chung em cũng thích cái gì cũng làm. Làm được thì em cứ làm. Còn điểm yếu thì cũng hay buồn, cũng hay tự khóc. Tuổi thân ha. Dạ. Với lại giờ có con thân mình bên xứ người nữa. Dạ. Anh vẫn còn được đứa con trai hữu hiển đỡ ha. Dạ. Đem về cô đơn buồn khóc, phụ nữ mà ai cũng vậy thôi. Dạ. Thôi cố gắng đi, biết đâu sau video này lên rồi có anh nào đó xem đồng cảm với mình rồi lại cùng mình nắm tay nhau đi hết con đường phía trước ha. Dạ. Cũng ví dụ như là tính tình em như thế nào, có nó khó tánh không? Tính tình của em hả? Em thì đơn giản. Đơn giản thôi hả? Dạ. Ngoài đó ra thì mình có sở thích gì không? Những lúc mà rảnh rỗi rồi. Những khi rảnh rỗi thì em hay đi chùa. Thì đi nói chung cũng đi vòng vòng, đi shopping rồi khi có tiền thì đi. Thì ai cũng vậy thôi, phụ nữ thôi. Dạ. Rồi hôm nay em về Việt Nam du lịch hả? Chơi được mấy bữa mình qua lại. Dạ, em về trước lại lên chương trình kết nối yêu thương. Tìm cho mình một nửa yêu thương còn lại đó. Coi có duyên với anh nào. Có anh nào thích thì lên kết duyên với em. Rồi. Em đi một mình qua bên Đài thôi hay có chị em gì nữa không? Dạ không, một mình em. Hồi đó mình đi lấy chồng có mình thôi. Dạ. Nay thì làm Đài Loan lâu lâu mới về Việt Nam du lịch một lần. Nói chung dạ. Có chuyện mới về phải không? Dạ. Thì bữa em điện anh nay là cũng mấy cũng nửa tháng chưa ta?
có cả hai tuần. Hai tuần hồi lúc đó em đang ở bên Đài Loan phải không? Dạ. Hồi đó là như là anh em mình tính là giới thiệu bản thân qua Zalo ha, mà em nói chuẩn bị về thôi để về luôn. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay lên chương trình à, cưng cứ đưa ra cái tiêu chí cái mẫu người mình chọn như thế nào ha, có thể anh hỗ trợ cho em và mình muốn gì nữa nói thêm ha. Dạ. Ví dụ như anh đó chiều cao cân nặng á, em muốn như thế nào? Em thì dòm giống như là cân đối là được rồi. Dạ, chứ em cũng không có yêu cầu gì gì nhiều đâu. Rồi hiện nay em làm công việc bên Đài Loan thì làm tóc làm nai thì đó, nail. Dạ. Thì đúng rồi. Em muốn anh đó công ăn việc làm như thế nào? À, công ăn việc làm thì em muốn người đó công việc ổn định là được rồi. Dạ. Biết thương yêu em là được rồi. Mình có kén nghề nghiệp ta làm không? Dạ không. Không quá. Rồi bỏ em qua Đài Loan như vậy, mình lấy chồng Đài Loan luôn thì mình có quốc tịch Đài Loan chưa? Ở bên đó thì cũng có, nhưng mà em thì cái ý của em thì em thích về quê hương hơn. Về quê hương ha. Dạ. Ừ. Rồi sẵn thì em muốn là anh đó ở vùng miền nào hợp với mình nè? Ở đâu cũng được. Đâu cũng được. Dạ, có tùy duyên anh. Tùy duyên ha. Dạ. Với lại hiện nay em đang làm ở Đài Loan nữa thì thôi cái này anh góp ý giùm ha, gợi ý giùm thôi. Dạ. À, vùng miền nào cũng được, có thể trong và ngoài nước ha. Dạ. Này là anh nói chứ không phải em. Tại biết đâu khi có những anh cũng đang làm Đài Loan đó, hoặc ở đâu đó thì tùy duyên, em là tùy duyên. Dạ. Nhưng mà vẫn ưu tiên là trong nước ha. Dạ. Ừ. Thì các anh nghe giùm Ngọc Diệp và cũng như em cưng đây ha. Thì em cũng đơn giản, thì vùng miền nào cũng được. Dạ. Trong và ngoài nước cũng được nữa. Dạ. Không phải đây là do cưng chọn mà do là cưng cũng đang làm nước ngoài mà. Dạ. Đó, thì nó cũng có thể hợp lý chút. Rồi. Ví dụ như là anh đó rượu chè thuốc lá thì theo cưng nghĩ thế nào? Đừng có quá lố là được rồi. Nói chung sở thích là ai cũng có lẽ là niềm đam mê, nhiều khi người ta thích nhậu hay người ta thích hút thuốc thì cái đó mình không cấm cản được. Mà đều ít thôi. Ít thôi ha. Dạ. Như em thì đang làm việc bên Đài thì Long An em vẫn có nhà đúng không? Dạ có. Ừ. Em có nhà riêng ở Long An. Em muốn là anh đó đến với em là về mặt nhà cửa như thế nào? Nói chung là thì cũng có cũng được, mà không có cũng được. Tùy duyên ha. Dạ tùy duyên. Cái ăn thua là do cái duyên giữa em với người đó, hai bên hợp với nhau là được. Rồi em thì có một người con trai và đang sinh sống bên Đài luôn. Dạ. Thì em muốn anh là sắp đến với em á, về mặt con cái như thế nào? Con cái của anh đó đó. Con cái là... của cái anh đó giống như lớn hết thì tốt. Mà hả, còn nhỏ thì theo em nghĩ là tầm cỡ của em trở lên được rồi. Cỡ em trở lên chứ cũng ít có ai mà còn con nhỏ lắm. Đúng rồi. Quên nó sẵn hỏi độ tuổi nè, từ đâu đến đâu mà hợp với em nè. Tầm tuổi cỡ em trở lên được rồi. Vậy ha. Dạ, yeah. Hợp theo tùy duyên. Thì... đối với em tùy duyên là ok. Có thể nhỏ hơn một tuổi được không? Dạ được. Nhỏ quá kỳ lắm. Rồi. Hôm nay em đến chương trình rất là dễ thương và hiền luôn, đúng người con gái miền Tây. Hy vọng là các anh nào xem chương trình thấy có chút nào đồng cảm thì liên hệ với chương trình giới thiệu bản thân lại cho em biết ha. Bởi vì sau cuộc ghi hình này em lại về bên Đài Loan rồi. Dạ. Nếu không giới thiệu bản thân thì em đâu có biết đâu. Mà anh cũng không dám cho số nữa. Thứ nhất là đâu biết cái tình trạng hôn nhân của anh đó thế nào đâu. Dạ. Có gì lên đây thứ nhất có hình ảnh cộng đồng mạng giúp đỡ là cũng đỡ lắm. Dạ. Ừ. Rồi về phần tôn giáo á, em có quan trọng không? Dạ không. Không có quan trọng. Em đạo gì? Em đạo Phật. Đạo Phật. Dạ. Cùng đạo thì càng tốt ha. Khác đạo thì ai nó giữ hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em có muốn nói gì thêm về cái mẫu người mình chọn không? Dạ không. Vậy thôi hả? Dạ. Em đơn giản. Đơn giản. Chỉ có tùy duyên à. Và cái người đó biết thương yêu em và công việc ổn định. Dạ, người đó được rồi. Không, cỡ tuổi này phải có công việc ổn định chứ. Dạ đúng rồi. Ai cũng vậy rồi. Mới hỗ trợ nhau rồi cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Ừ. Rồi, em gửi lời gì đến các anh đây? Cho em cũng đơn giản qua biết hỏi gì. Còn anh nào muốn biết thêm nữa thì liên hệ chương trình. Có thể mình hẹn điện thoại qua Zalo tìm hiểu thêm ha. Dạ. Anh nào thì thấy em được thì muốn kết nối thì lên liên lạc với chương trình. Chứ em cũng không biết nói gì hơn. Rồi em chào quý vị khán giả đây. Dạ em chào quý vị và khán giả. Rồi hôm nay Ngọc Diệp cũng chân thành cảm ơn em ha. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Ngọc đã lên chương trình giới thiệu bản thân. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc em cũng như quý vị khán giả
một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống á. Rồi, dạ. Chào em. Dạ, em chào anh.